Vâng, xin mời mình chào anh em nhé. Hôm nay mình giới thiệu cho anh em xem một cái bẩn lửa đấy từ thương hiệu Zoro, giá cũng rẻ thôi mà rất là đẹp và bền anh em nhé. Cái sản phẩm này đây được khắc chìm làm cho cái chữ nổi lên anh em nhé, Zoro Ultimate. Đây, thì mình sẽ lấy giới thiệu cho anh em luôn. Cây này thì rất là bền luôn, anh em dùng có thể là lên đến cả hàng chục năm cũng không hỏng anh em nhé. Với điều kiện là anh em dùng phải bảo quản tốt, không quăng quật làm rơi rớt nhiều anh em nhé. Thì những cái sản phẩm bẩn lửa Zoro mình bán cũng rất là nhiều rồi nhưng mà chưa bao giờ mình phải phải bảo hành lưới gà bao giờ cả. Đấy, cái lưới gà của Zoro cũng rất là bền luôn. Cái lưới gà mà đã không phải bảo hành ấy, thì tất cả các cái bản lề và bánh xe các kiểu thì nó cũng không có hỏng đâu anh em nhé, thì là anh em yên tâm. Nhưng anh em có thấy thấy là cái sản phẩm này nó sáng bóng này, nó phản chiếu tất cả những cái tem Zippo mình bóc ra mình review sản phẩm cho anh em xem này. Đấy, còn cây này đến từ thương hiệu Zoro. Các cái chữ này thì anh em dùng không bao giờ có thể mòn được anh em nhé, không thể mòn được. Phần thân và phần nắp cây này thì kín, cầm xăng cũng tốt anh em nhé. Còn các cạnh bên đây, với chất liệu bằng đồng thì anh em dùng sau một thời gian thì nó sẽ ngã sang màu vàng đậm hơn một chút nữa thì nó còn đẹp hơn. Cạnh bản lề của sản phẩm thì nó có 5 chấu anh em nhé. Bản lề của cái sản phẩm này thì nó có màu vàng, bản lề này cũng bằng đồng luôn đấy anh em ạ. Đấy, nó như thế anh em nhé. Hai mũi hàn thì tròn. Đấy, cái bên này. Mộc đáy của sản phẩm thì đây anh em nhé, mộc đáy của thương hiệu Zoro. Có chữ brass đây. Tức là đồng thau anh em nhé. Bây giờ mình test âm cho anh em nghe. Về cái âm thanh của sản phẩm thì nó tương tự xem như trong clip anh em nhé. Bánh xe bén. Đây. Vỏ bên trong thì rất là dày này, dày dặn. Nó còn dày hơn cả những cái cây Zippo Armor. Hôm nào mình sẽ lấy thước tiểu ly mình đo cho anh em thấy nhá. Bên trong cái ruột này thì ruột có màu trắng. Đây. Màu trắng anh em nhé. Cổ đá thì bằng đồng. Bánh xe thì cắt xéo sâu đây. Mấy cái dòng Zoro là mình mua cũng rất là nhiều anh em nhé. Mình mua rất là nhiều, cái kho của mình cũng còn rất là nhiều và đôi khi mình không quay hết. Những cái sản phẩm mà Zoro này mình mua về xong mình bóc ra mình quẹt thử xem nó có cháy trước như thế nào không anh em nhé. Nếu mà nó cháy nó bắn được tia lửa rất nhiều thì mình sẽ đóng và mình gửi đi cho khách thôi. Ok. Thì mỗi lần châm xăng thì anh em châm vào đây và dùng tầm cũng khoảng gần một tuần lễ hoặc là một tuần lễ gì đấy anh em nhé. Nó cũng tương tự như Zippo mà thôi. Vâng, cái này thì có mã số trên đây, số mình đánh dấu nhé, RR106. Anh em muốn lấy thì alo cho shop, shop sẽ ship cho anh em nhé. Những cái đơn hàng mà từ 360.000 trở lên thì shop mình sẽ bao ship. Còn cái này thì giá là 340.000 anh em nhé, 340.000. Nếu anh em mua thêm một bình xăng Zippo anh em dùng, bình xăng tầm khoảng 80.000 thì shop mình sẽ bao ship luôn cho anh em nhé. Còn cái này thì là 340.000 cộng với 30.000 phí ship. Anh em muốn xem ảnh của sản phẩm này thì shop mình chụp rất là rõ ràng rồi. Anh em kích vào phần bình đường link mình dưới phần bình luận và miêu tả nhé là sẽ thấy ảnh sản phẩm, video mô tả giá các kiểu luôn. Anh em ưng thì anh em đặt hàng trên website luôn anh em nhé. Đặt trên website shop mình tặng thêm cho anh em một ví đá nữa anh em nhé, ví đá dùng tầm khoảng nửa năm. Và trên đây là thông tin thẻ bảo hành của shop. Anh em mua hàng của shop xong thì anh em tự ghi cái số điện thoại của anh em vào đấy. Nhớ là ghi cái số điện thoại mà lúc anh em mua hàng bằng số nào thì anh em ghi bằng số đấy anh em nhé. Thì sau này shop mình sẽ kiểm tra và bảo hành trên file điện tử cho anh em thôi. Ok, anh em xem video cho shop xin đăng ký kênh và một like nhé. Xin chào tạm biệt.